người ta dùng Gì dùng mà máy người ta đục cái tường đấy này, á? đục cái đá ra này, xong rồi nó xây cái này, nó cách giữa cái lô cốt này với lại Xem cái đi ra bức ngoài. tường này để chống Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của tôi. Bây giờ thì tôi đang ở chùa Trầm. Cái khu vực chùa này thì được xây ở ngay bên dưới núi Trầm. Đấy, thì tập trước thì chúng tôi đã đi tham quan núi Trầm đấy. Thì bây giờ tôi sẽ vào trong đấy nhé, để xem trong này chùa này có gì nhé. Chùa Trầm còn có tên gọi là Long Tiên, được xây dựng vào năm Cảnh Trị thứ 7 1669 do một vị tướng quân xuất gia lập nên. Ngôi chùa mang tên ngọn núi mà nó dựa vào là Tử Trầm Sơn. Toàn bộ khu núi Trầm này xưa kia là nơi vua Lê Chúa Trịnh đã đặt hành cung để thưởng ngoạn cảnh đẹp. Đến chùa Trầm, du khách sẽ được chiêm ngưỡng một ngôi chùa mang đậm dấu ấn kiến trúc văn hóa tâm linh của đồng bằng Bắc Bộ. Một thế dựa vào núi, trước mặt lại nhìn ra hồ sen bát ngát, trên bao bọc bởi những tán cây rừng dày đặc. Chùa Trầm nhỏ nhưng lại mang vẻ đẹp cổ kính thâm nghiêm. Sự nhỏ bé ấy cùng với khoảng sân đất rộng bằng phẳng phía trước và những cây đại thụ xung quanh đã tạo nên một không gian vừa thanh bình, vừa thiêng liêng và tạo cho chúng ta một cảm giác rất thư thái và dễ chịu. Đến đây, du khách không chỉ được thắp hương lễ Phật mà còn được chiêm ngưỡng cảnh thiên nhiên đặc sắc xung quanh quần thể kiến trúc của chùa. Sau khi vãn cảnh chùa, du khách có thể khám phá động Long Tiên trên núi Tử Trầm. Động Long Tiên có đường dẫn lên núi Trầm, có hang sâu dẫn ngầm vào trong núi. Trong kháng chiến chống Pháp, hang Trầm là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng sống và làm việc trong những ngày đầu kháng chiến. Đây là địa điểm đầu tiên Đài Tiếng Nói Việt Nam chuyển về sau khi rời Hà Nội tiếp tục làm việc từ ngày 20 tháng 12 năm 1946 đến ngày 4 tháng 3 năm 1947. Chính từ đây, Đài Tiếng Nói Việt Nam đã phát đi lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến vào ngày 20 tháng 12 năm 1946, ngay sau đêm quân dân thủ đô Hà Nội nổ súng tấn công giặc Pháp trở lại xâm lược nước ta. Hiện ở sân chùa Trầm vẫn còn tượng đài kỷ niệm sự kiện này. Chính bởi những dấu tích lịch sử đó, cùng với kiến trúc độc đáo và lâu đời mà quần thể chùa Trầm đã được nhà nước công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia vào năm 1962. Dưới này có cái hang, bây giờ tôi sẽ vào đây. Tôi hơi tối là anh em xem thông cảm nhé. Ồ, trong này hơi tối bởi vì không có đèn nhỉ. Tôi sẽ bật thêm cái flash của máy tôi lên. Vẫn tối anh em. Vẫn tối. Trong này có gì không? Đây là cái hang gì đây? Ồ. Phải biết thế mình mang cái đèn pin. Tối quá. Chứ ở đâu tối? Hả? Chứ ở đây băng tượng đây. Đây như pho tượng. Tạo bằng đá. Cái tượng này từ thời nào nhỉ? Đây có gì đây? Chưa có à? Một tên thiên à? Tiến đọc không được không tiến? À không được. Chụp lại để dịch cũng mới chữ thật thôi. À có khi anh em chụp lại để dịch chữ Google. Google dịch không? Google dịch nhận diện chữ Hán thì. Hỏi chị Google xem. Trong này ban quản lý không trang bị đèn nên là tối quá. Người tham quan thì trong này rất là tối. Tôi nghĩ là những cái ngày lễ thì sẽ có đèn thôi, còn ngày thường thì nó không có đèn. Ở đây rất nhiều nước bởi vì hang rất là ẩm thấp. Bây giờ tôi sẽ vào quay cho anh em xem tượng nhé. Bởi vì ánh sáng không tốt nên là tôi sẽ quay gần đây cho anh em xem. Đây là tượng Bồ Tát này. Cái này có rất nhiều pho tượng. Ở trên này có rất nhiều pho tượng nhưng mà do ánh sáng không tốt nên là tôi không quay được, nên các bạn thông cảm nhé. Ở trên là có một cái lỗ thoáng này, lỗ thoáng rất nhiều rơi.
Nên là tôi phải tắt camera thôi. Đường dẫn vào đâu nhỉ? Đấy, bảo trong đây có một hầm mà không nên thông gì đâu. Tôi nghĩ đây là phòng căn cứ nhỉ? Trong chỗ này Bộ Chính trị Trung ương Đảng lập căn cứ ở đây. Tắt điện này. Nhiều tắt điện thì có lắp mà. Mở chuyện đi vào xem có gì không kia. Tôi cảm thấy rất là anh em vào trong này về như kiểu là khu vực tháp nhỉ, có gì không kia, có các pha đâu đúng lên thứ này, lên thứ nữa vào đây xem có pha đâu mà điều có gì nó xem chứ không có gì ăn dưới này có một cái gì ăn chứ tôi mượn cái gì ăn chứ đây còn cái đường kia nhá, đừng vào đừng chui đấy nhé, thôi đừng vào nhé, tôi đừng vào nhé, đừng vào tôi. Cái này ngày xưa mình xây rồi. Cái này là người ta đục, người ta dùng máy người ta đục cái tường, đục cái đá này ra này, xong rồi nó xây cái này. Nó cách giữa cái lô cốt này với lại cái bức tường này để chống bom. Đúng rồi, là cái này là cái tránh bom tự nhiên đấy. Rồi chúng ta đây xong đứng ra ngoài. Đi xem. Nào đừng sợ. Ủa trên này chắc là ẩm thấp. Tối nhỉ. Thôi chúng ta đã vào đây rồi. Nếu mà có đường ra nó phải sáng. Tôi nghĩ là cái đường này ra là cái đường ở hang ở một cái lỗ ngoài ấy. Trên này mình cảm giác đây còn xây này. Đường nha. Đây là xây à. Rất là ẩm. Đúng rồi, đúng rồi. Đừng vào xây căn cứ rồi. Đừng vào đúng rồi. Nhẹ sợ. Tao sẽ đi lên bao giờ không? Tao đang cục đầu luôn. Thôi có khi là bây giờ mình ra ngoài. Tao không sợ. Mình đi thôi đi mày. Mình nghĩ là mình không nên. Để xem có răng người tới cổ. Hồ đây nước rớt đầu. Nước này uống được anh em. Nước kinh khiếp. Tôi đi ra ngoài trong này. Nước rớt đầy lưng rồi. Tú ơi. Ra ngoài. Tú ơi. Mù luôn này. Tú ơi ra ngoài đi. Tú ơi. Sơn ra ngoài thôi. Chúng ta nên ra ngoài đi. Ôi. Để tôi để đây. Địa đạo, cái này là địa đạo. Cái bảo hầm này sâu mà. Không phải ngoài kia đánh bom thì nó chui đây. Không phải cái khác nào nữa luôn mà. Đây nó dày thế này còn chưa kẻ núi ở trên nữa. Tường này chỉ 30. Ngoài bom bên trên thì hình mà ngay. Không phải nhẹ hơn 30. Ôi trời ơi, 40. 40 là nhẹ 40. Rất nhiều. Cái người ta ký tự này không hiểu là gì. Ký tự. Cái phun sơn này 2000 như này. 2000 cao bác. Coi nào, đây phụ điện có lý hết rồi. Từ từ, ra ngoài đi. Cái gì đây? Ủa đây mới là cái địa đạo chính này. Đây là thông số. Sao mát thế? Ông đứng đây mát cực kỳ luôn. Đi ra ngoài đi. Kỳ ảo hiển bí nha. Ui, cái này là cái ngày xưa mà cửa thép đấy. Lúc này ra ngoài rồi. Cái đấy phải tù. Hầm thông gió kìa. Ở trong này đúng là cái nhà làm việc của nhà nước ngày xưa. Nhưng mà bây giờ mình không được vào rồi. Quá rồi. Sâu lắm. Sâu tí có vậy luôn. Sâu mà. Đấy đi nghiên cứu lịch sử. Hầm điểm. Hầm thông gió. Mát đúng không? Ờ. Thế là tí cũng không phải lại chứ. Mát bên trong. Thế mình lại mình được này là mình lấp lại rồi. Còn trên này vẫn còn. Bây giờ có một bộ đội nào vẫn ở trong này trong 4 mấy năm. Xem là không cần cái vũ khí của Nhật Bản hay không mấy ông cái thằng ấy. Cái ông lính Nhật vẫn trong rừng tưởng vẫn vẫn tưởng Nhật chưa thua. Ừ, vẫn ở trong rừng. Đây là lời nguyện phát ông. Thôi có nghĩa là anh em chúng ta không được. Tất cả những kẻ làm việc phát ông là chính. Đây anh em tôi ra ngoài thôi. Nhỏ.
Đây anh em tôi vừa tham quan núi Trầm và chùa Trầm. Bây giờ thì vào đây uống cốc trà đá nhé. Sao mày lại ngồi? Giỡn trà đá đi. Bây giờ anh em tôi vừa thăm tham quan đỉnh núi Trầm và chùa Trầm. Thì bây giờ ngồi uống nước ở đây. Là nó sẽ về cốc này đúng không nhỉ? Hai cốc này. Để uống nước á. Cảm ơn tất cả anh em xem video mình nhé. Đây tôi phải tạm dừng video đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video mình. Đừng quên bấm like, đăng ký và bấm nút chuông bên cạnh ủng hộ mình nhé, để xem những video mới nhất nhé. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo.